Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, ăn hỏi dạm ngõ là thủ tục quan trọng trong việc kết hôn. Vì thế xem ngày ăn hỏi dạm ngõ cũng rất quan trọng, không kém ngày cưới. Thông thường, ngày ăn hỏi dạm ngõ hay được chọn cùng với ngày cưới. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp phải chọn ngày ăn hỏi dạm ngõ riêng. Trước khi bước vào ngày phu quy, bạn nên tham khảo cách xem ngày ăn hỏi, dạm ngõ theo tuổi của vợ chồng chuẩn nhất để cuộc sống hôn nhân sau này thuận lợi, hạnh phúc và ít sóng gió. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày ăn hỏi, dạm ngõ tốt nhất trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 12. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông, thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác ăn hỏi, dạm ngõ được thuận lợi và may mắn. Để lựa chọn ra được ngày tốt ăn hỏi, dạm ngõ, đầu tiên ta cần phải loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách này đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày ăn hỏi dạm ngõ phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ ăn hỏi dạm ngõ bao gồm những ngày sau: Sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, vãng vong, dương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, trực bế, trực mãn, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sư, đại thời, tứ kỵ, tránh tứ phế, tử cùng, ngũ ly, bát chuyên và ngũ mộ. 2. Ngày hợp ăn hỏi, dạm ngõ: Thiên nguyện, dân nhật, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp, thiên hỷ, lục hợp và ngũ hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra được ngày tốt ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 12 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, cần loại bỏ hết những hung tinh xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ, ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 12 âm lịch là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày thụ tử trong tháng 12 âm lịch là những ngày Dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu, ngày 24 Quý Dậu cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Là ngày tam nương, bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, 13 Nhâm Tuất, 18 Đinh Mão, ngày 22 Tân Mùi và ngày 27 Bính Tý. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 4. Ngày nguyệt kỵ, bao gồm mùng 5 Giáp Dần, 14 Quý Hợi, ngày 23 Nhâm Thân. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 5. Ngày vãng vong là những ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 16 Ất Sửu và 28 Đinh Sửu. 6. Ngày dương công kỵ, trong tháng 12 là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 7. Ngày nguyệt kiến là những ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 14 Ất Sửu, 28 Đinh Sửu. 8. Ngày trực bình là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn.
9 ngày trực thâu là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. Mùng 10 ngày trực bế là những ngày Tý, bao gồm mùng 3 Nhâm Tý, 15 Giáp Tý, 27 Bính Tý. 11 ngày trực mãn là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. 12 ngày kiếp sát là những ngày Dần, bao gồm mùng 5 Giáp Dần, 13 Bính Dần và 29 Mậu Dần. 13 ngày tai sát là những ngày Mão, bao gồm mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão và 30 Kỷ Mão. 14 ngày nguyệt sát là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. 15 nguyệt hình là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất và 25 Giáp Tuất. 16 ngày nguyệt hại là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ, 21 Canh Ngọ. 17 ngày nguyệt yểm, trong tháng 12 ngày nguyệt yểm là những ngày Hợi, bao gồm mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi và 26 Ất Hợi. 18 ngày thiên sứ là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ và 21 Canh Ngọ. 19 ngày đại thời là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn và 19 Mậu Thìn. 20 ngày tứ kỵ là ngày mùng 3 Nhâm Tý. 21 ngày tránh tứ phế là ngày mùng 8 Đinh Tỵ. 22 ngày tứ cùng là ngày 14 Quý Hợi. 23 ngày ngũ ly bao gồm mùng 5 Giáp Dần, mùng 6 Ất Mão, mùng 8 Đinh Tỵ, 19 Mậu Thìn, mùng 10 Kỷ Mùi, 11 Canh Thân, 12 Tân Dậu, mùng 3 Nhâm Tý và 14 Quý Hợi. Đây là những ngày đặc biệt phải kiêng kỵ khi ăn hỏi dạng ngõ. 24 ngày bát chuyên, ngày mùng 10 Kỷ Mùi, 11 Canh Thân, mùng 5 Giáp Dần và mùng 4 Quý Sửu. 25 ngày ngũ mộ là ngày 19 Mậu Thìn. Đó là 25 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc ăn hỏi dạm ngõ cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 26 ngày thiên nguyện là 15 Giáp Tý trùng với ngày trực bế, nhưng có nhiều cát tinh nên ta có thể xem xét dùng làm ngày đám hỏi. 27 ngày dân nhật là ngày Mão trùng với ngày trực mãn và ngày tai sát nên không dùng. 28 ngày thiên đức là những ngày canh, bao gồm mùng 1 Canh Tuất trùng ngày trực thâu ta loại, 11 Canh Thân trùng ngày ngũ ly, bát chuyên là rất xấu để ăn hỏi. Ngày 21 Canh Ngọ có nhiều hung tinh nên ta không dùng được. 29 ngày thiên đức hợp là những ngày Ất, bao gồm mùng 6 Ất Mão cũng là ngày tai sát rất xấu, hay ngày 16 Ất Sửu là vãng vong, 26 Ất Hợi trùng ngày nguyệt yểm ta không thể dùng được. 30 ngày nguyệt đức là những ngày canh trùng với ngày thiên đức đã xét ở trên. 31 ngày nguyệt đức hợp là những ngày Ất trùng với ngày thiên đức hợp đã xét ở trên. 32 ngày thiên xá là 15 Giáp Tý trùng với ngày thiên nguyện đã xét ở trên. 33 ngày nguyệt ân là các ngày tân, bao gồm mùng 2 Tân Hợi trùng ngày nguyệt yểm không dùng được. 12 Tân Dậu là ngày thụ tử và ngũ ly, làm việc gì cũng xấu. 22 Tân Mùi là ngày nguyệt phá nên không chọn. 34 ngày tứ tướng là những ngày Giáp và Ất, bao gồm mùng 6 Ất Mão, ngày này trùng với tai sát và trùng mãn nên bỏ qua không xét. 16 Ất Sửu, 26 Ất Hợi nhiều hung tinh không thể dùng được. Mùng 5 Giáp Dần là ngày kiếp sát, ngũ ly, bát chuyên nên rất xấu, không thể kết hôn. 15 Giáp Tý đã xét ở trên, 25 Giáp Tuất, tuy là ngày nguyệt hình nhưng có nhiều cát tinh có thể xem xét thêm. 35 ngày thời đức là những ngày Dần trùng với ngày kiếp sát nên ta không dùng. 36 ngày tam hợp là các ngày Tỵ, Dậu, bao gồm mùng 8 Đinh Tỵ là ngày ngũ ly, kiêng mọi việc liên quan đến hôn sự. Ngày 20 Kỷ Tỵ là ngày đại cát, ngày Dậu trùng với ngày thụ tử nên kiêng kỵ mọi việc. 37 ngày thiên hỷ là ngày Dậu trùng với ngày thụ tử, làm việc gì cũng xấu. Như vậy chúng ta đã dựa vào 37 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra ngày tốt ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 12 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch cho việc ăn hỏi dạm ngõ. Sau đây là bản tổng hợp những ngày tốt ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 12 âm lịch và những tuổi hợp kỵ với ngày tốt này. Ngày 15 Giáp Tý kỵ những người tuổi Ngọ, hợp người tuổi Thân, Thìn, Sửu và những người có thiên can là Kỷ. Ngày 25 Giáp Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Kỷ. Ngày 20 Kỷ Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp người tuổi Dậu, Sửu, Thân và những người có thiên can là Giáp. Đó là 3 ngày cát lành ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 12 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.